Chúng tôi xin cúng dường đến quý vị một cái pháp thoại mang tựa đề đó là thay đổi vận mệnh. Đây là cái phần thứ hai sau khi chúng tôi đã trình bày phần đầu tại chùa Tịnh Độ thuộc bang Louisiana cách đây một tuần. Hai tháng trước chúng tôi có dịp đến San Diego và thăm viếng ngôi thiền viện mang tên là Đại Đăng, nhìn thấy cái cảnh chùa rất là trang nghiêm. Và được biết rằng trước đó nó là một cái khu chuồng ngựa, nghĩa là cái mảnh đất mấy mẫu chỉ để nuôi được vài chục con ngựa, mỗi con ngựa ở trong một cái chuồng. Và do đó sẽ lợi ích cho những người lân cận không có nhiều. Mặc dù chúng ta vẫn được biết là đối diện với ngôi thiền viện Đại Đăng đang được xây cất để làm một cái khu đua ngựa rất là lớn, mà cuối cùng thì không được approve, cho nên cái dự kiến đó không được thành tựu. Ngôi chùa này đã trở thành một cái nơi chuyên tu của những hành giả theo thiền. Và cứ mỗi ngôi chùa ngựa như vậy, chúng ta thấy là nó trở thành một cái phòng tăng xá dành cho hai vị thiền sinh. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đất đó đó, trước đó chừng vài tháng nó chỉ là nơi nuôi lớn một con ngựa, sau đó vài tháng nó là nơi nuôi dưỡng tâm linh của hai thiền sinh. Và hạt giống tâm linh của hai thiền sinh này đang nếu phát huy một cách đúng cách thì chúng ta thấy rằng là nó trở thành cái nguồn an vui hạnh phúc cho rất nhiều người ở nơi này hoặc là ở những nơi khác. Cho nên chúng ta thấy rằng là sự thay đổi vận mệnh của cục đất dẫn đến sự thay đổi vận mệnh của những con người liên hệ đến cục đất đó, trực tiếp hoặc là gián tiếp, dĩ nhiên là nó mang lại cái chất liệu của sự an vui. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy cái cảnh tượng hàng tuần vài trăm Phật tử đến sinh hoạt với số lượng hơn 30 tăng sĩ xuất gia, trong đó có những người gốc người Mỹ, thì chúng ta biết rằng là cái ngôi chùa người đó đã được thay đổi vận mệnh rất là nhiều. Và tương tự chúng ta có thể suy luận rằng là trên cuộc đời này nó có rất nhiều thứ thay đổi vận mệnh mà chúng ta không để ý đến. Chúng ta cứ tưởng rằng là mọi thứ, mọi sự, mọi vật diễn ra trong cuộc đời này theo một cái định hướng, theo một cái định nghiệp, hay là theo một cái định mệnh. Nhưng mà tất cả những quan niệm đó đó đều là những quan niệm sai lầm. Bởi vì nhà Phật cho rằng cái dòng chảy, cái sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng trên góc độ là biến đổi không thường còn đó, cho phép chúng ta tin rằng trong cuộc đời này mọi thứ đều đổi thay. Dĩ nhiên là sự đổi thay nó có thể diễn ra theo hai cách, đó là một cái cách ngày càng tốt đẹp hơn và một cách là ngày càng lạc hậu hơn. Người có tuệ giác, người có cái niềm tin, người có năng lực và người có tiềm năng lớn đó, thì sẽ hướng dẫn cái sự chuyển biến, sự thay đổi đó theo một cái chiều kích hoàn toàn có lợi, hoàn toàn tích cực. Và do đó sự thay đổi vận mệnh của con người, của gia đình, của cộng đồng, của quốc gia và của toàn thế giới là chuyện mà tất cả chúng ta có thể tin được, có thể làm được và có thể biến nó trở thành một phần của hiện thực sự sống. Ở trong kinh điển Đại Thừa có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn về con sư tử và đàn cừu. Có sư tử mẹ khi sanh ra một đàn sư tử con, trong số đó có một con bất hạnh là vì nó yếu, cho nên đó con sư tử mẹ phải ngậm con sư tử con đi chỗ này chỗ nọ, ngay cả trong lúc mà nó đang săn mồi. Một điều bất hạnh đã diễn ra, đó là trong lúc mà nó nhảy qua một cái vực như vậy đó, nó bất cẩn và đánh rơi cái con sư tử con đó xuống dưới vực sâu. Và nó đứng trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng bỏ ra đi, nghĩa rằng là cái mạng sống của con sư tử con này không thể nào đảm bảo được, có lẽ nó sẽ bất hạnh qua đời. Dĩ nhiên là con sư tử nó không có cách thức biểu đạt khổ đau giống như cách thức mà con người đã có, đang có và sẽ có. Rồi bên sau cái vực thẳm đó nó dẫn đến một cái bình nguyên, và bình nguyên này có sự sống của những đàn cừu gặm cỏ non ở trên những cánh đồng xanh bao la bát ngát. Và con cừu mẹ có lẽ là động lòng thương tâm, cho nên là dẫn cái con sư tử con về nuôi chung với đàn cừu con của mình. Năm tháng nó được lớn lên với cái sự bú mớm của con cừu mẹ, với cái sự giáo dục của con cừu mẹ,
với cái hoàn cảnh sống trên cánh đồng của những con cừu, cho nên cái bẩm chất của con sư tử nó bị thay đổi, biến dạng một cách trực tiếp hoặc là cách gián tiếp rất là ấn tượng. Một hôm nọ thì trong lúc con cừu mẹ dẫn một đàn cừu con có con sư con này đi ăn, thì từ xa nó nhìn thấy một con sư tử rất là to. Con sư tử đó gọi là nhìn đăm đăm đôi mắt nó vào trong đàn cừu. Dĩ nhiên là đàn cừu đã từng có những kinh nghiệm khổ đau với những con sư tử lớn, và do đó chúng chạy một cách gọi là chối chết. Con sư tử mẹ là con chạy đầu tiên, kế đến là xin lỗi, con cừu mẹ chạy đầu tiên, kế đến là những con cừu con chạy theo. Và trong số đó chúng ta thấy là con sư tử con đứng lại, nó nhìn chăm chăm vào con sư tử to con lớn sắc kia, rồi sau đó nó cũng bỏ chạy. Khi con sư tử to này nhìn thấy con sư tử con bỏ chạy, nó dí theo và nó chặn đạo. Cuối cùng con sư tử con phải dừng lại, và mục tiêu của nó không phải là để săn mồi những con cừu non kia, và nó sưng sổ lên để cho con sư tử con sợ hãi. Con sư tử con nói là: lại ông, tôi là ông không hề có quan án gọi là ăn quán giang hồ, cho nên xin ông hãy tha cho tôi sống, để tôi trở về cỏ non, trở về đồng xanh, trở về như mẹ của tôi, và do đó tôi có thể có được đời sống an lạc. Con sư tử bao con lửa sát không nói một lời nào, tiến tới gặm lấy đầu cái con sư tử con và nó chạy đi. Nó chạy một quãng rất là xa tới một cái bờ suối, sau đó nó bỏ con sư tử con xuống để cho con sư tử con uống những ngụm nước ở trên cái con suối đó, và nó từ từ nó tiếp cận, nó gần gũi và nó đứng kế bên con sư tử con. Dĩ nhiên là con sư tử con này rất là sợ hãi. Do vì sợ hãi cho nên cái ánh mắt của nó gọi là ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui. Tự nhiên trong một cái ngó đó nó lấy cái mặt nước làm một cái tấm gương tương phản để coi con sư tử to con lớn xác này đang làm cái gì, có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình hay là không. Và khi nó nhìn như vậy, nó mới nhận dạng ra rằng: à, tôi và con sư tử lớn kia có cùng một gương mặt, có cùng một phóc dáng, có cùng một thể trạng, có cùng một cái cách thức giống nhau. Chẳng qua sự khác biệt đó là một con sư tử lớn và tôi là một cái gì đó rất là nhỏ bé. Cái câu hỏi nó đặt ra liền ngay lúc đó: tại sao tôi lại sống ở trong một cái đàn cừu, ở trong một cái đàn mà ngay cả mẹ tôi, ngay cả những người anh em của tôi hoàn toàn khác với tôi. Con sư tử lớn rất là vui khi nhìn thấy được con sư tử con, thấy được cái bộ mặt thật của nó dưới dòng suối, và nó bỏ đi. Nó cũng không hề ăn thịt con sư tử con, nó cũng không hề bắt con sư tử con phải theo nó. Nó bỏ đi. Và cái câu chuyện chấm dứt tại đây. Chúng ta thấy đây là một cái câu chuyện mà cái giá trị biểu tượng của nó rất là cao, phải không ạ? Chúng ta có thể vạch ra hai cái khuynh hướng vận mệnh ở trong trường hợp này. Cái thứ nhất đó là cái vận mệnh của đàn cừu phải sống bằng cách là ăn cỏ. Và cái đàn cừu là một cái loài không ăn thịt, dĩ nhiên là nó rất là gần gũi con người, nó gần gũi với lại những đứa gọi là đồng đàn của nó. Trong khi đó con sư tử nó có một cái vận mệnh, đó là vận mệnh đó là ăn thịt các con thú khác nhỏ hơn. Nó được mệnh danh là chúa sơn lâm, và do đó cái mục tiêu của nó là tấn công và biến những con vật khác làm cái mồi ngon cho nó trong một bữa ăn nào đó. Dĩ nhiên khi mà con sư tử con được sống trong một cái đàn cừu đó, thì lúc bấy giờ cái vận mệnh, cái cá tính của nó bỗng nhiên nó thay đổi theo. Cho nên chúng ta có thể đặt ra hai cái khuynh hướng, đó là cái quán tính thói quen của chủng loại và cái quán tính thói quen của cái hoàn cảnh môi trường mà con người có thể sinh sống phát triển ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên nó liên hệ đến cái phong tục tập quán truyền thống văn hóa hoàn cảnh khác nhau. Trong một cái hoàn cảnh của một đàn cừu thì con sư tử không thể trở thành là cái con ăn thịt, mà ngược lại nó trở thành một cái con hoàn toàn ăn cỏ, và do đó cá tính của nó trở nên hiền hòa, dễ thương, thân cận, gần gũi. Trong khi đó là một con sư tử ở trong đàn sư tử thì nó phải ăn thịt các con vật nhỏ hơn nó, yêu nó. Như vậy điều gì sẽ xảy ra khi mà cái điều kiện chủng loại đó nó không được tô đắp, nó không được duy trì, nó không được bảo vệ? Thì như vậy là cái quán tính chủng loại về ăn thịt, về giết các con thú yếu hơn mình, tấn công những con vật kém hơn mình, bỗng nhiên nó bị thay đổi theo môi trường hoàn cảnh. Cho nên lúc bấy giờ cái thói quen mới nó được thiết lập,
Và do đó cái hoàn cảnh, cái vận mệnh của con sư tử này cũng theo đó mà đổi thay theo. Dĩ nhiên chúng ta có thể hiểu cái câu chuyện mà Đức Phật muốn gọi là gửi gắm qua hình ảnh của con sư tử con, đó là vai trò của chư Phật nói chung, của Đức Phật Thích Ca lịch sử nói riêng, chỉ là vai trò của một bậc đạo sư chỉ được. Đạo sư đó là chỉ được cái con sư tử con rằng mày, mi chính là con sư tử chứ phải chính là đàn cừu. Vậy đó cách thức của mi phải rời khỏi đàn cừu, phải trở thành một con sư tử, phải sống những tiếng sống mà các loài thú ở trong rừng có thể hoảng hốt, có thể bỏ sợ, có thể bỏ chạy không bằng. Và cái chức năng của con sư tử mẹ chứ là con sư tử cái, chứ là con sư tử đực, chỉ chân đó mà thôi, chứ là không buộc con sư tử con phải đi theo nó, phải làm một cái vận mệnh như nó đã làm. Cái câu chuyện nó gợi gắm chúng ta ở điều này, có nghĩa là chư Phật dạy chúng ta một cái con đường, dạy chúng ta một cái phương pháp, dạy chúng ta một cái cách thế để chúng ta có thể cải tạo cuộc đời của mình, cải tạo vận mệnh của mình. Còn cái chuyện mình có thực hành theo những cái lời dạy đó hay không, đó là chuyện hoàn toàn khác. Cho nên vận mệnh chúng ta có thể thay đổi, có thể được giữ nguyên tùy theo cái thái độ, cái sức ứng xử chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi phụ thuộc, liệu nếu như cái con sư tử con đó nó theo cái con sư tử lớn, và chỉ như lúc bây giờ cái cá tính của nó sẽ đổi thay, và nó có thể biến những người anh em sống chung với nó, ăn chung một máng cỏ với nó ở trên những cánh đồng xanh, trở thành cái món mồi của nó, thì sao? Như vậy sự thay đổi vận mệnh của nó trong trường hợp này, từ một cái vận mệnh gắn liền với cái thói quen của môi trường hoàn cảnh, sẽ đến một cái vận mệnh gắn liền với chủng loại, đó là chủng loại ăn thịt, thì đó là một cái gì đó hoàn toàn rất là nguy hiểm, không ạ? Nhưng mà khi mà một con sư tử con được lớn lên trong một cái đàn cừu, dĩ nhiên là cái sự hung hăng của nó sẽ không còn đó. Mà nếu nó trở về để đàn sư tử, nó gặp con các con sư tử săn mồi mỗi ngày, làm những công việc mà giết thịt những con thú khác, thì nó có thể bị nhiễm theo, nó có thể làm những chuyện đó. Nhưng mà cái mục đích của câu chuyện không nằm ở chỗ này, mà nằm ở chỗ là tất cả mọi con người đều có một cái tiềm năng lớn, tất cả các chúng sanh đều có một tiềm năng lớn. Cái tiềm năng đó là khả năng giác ngộ tối cao mà Đức Phật đã gọi là phát họa cho chúng ta, đã chỉ điểm cho chúng ta, đã giới thiệu cho chúng ta. Và ngày mong mỏi tất cả chúng ta đều có thể đạt được cái tiềm năng tuệ giác giác ngộ cao thượng này. Như vậy là cái quán tính thói quen, nó chính là một phần nào đó quyết định cái vận mệnh của con người trong cuộc đời. Cái thói quen đó liên hệ đến hoàn cảnh môi trường một cách trực tiếp. Và có nhiều cái thói quen đó nó đi ngược lại cái hoàn cảnh môi trường, và nó làm cho con người thay đổi. Có nghĩa là cũng trong một hoàn cảnh giống nhau ấy, thế mà có hai cá tính hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì cái cách sức nhận định, đánh giá, phân định vấn đề đó ở mỗi người mỗi khác. Vậy đó chúng ta không thể gọi là áp đặt một cái vận mệnh cố định, một cái định mệnh trên tất cả các chủng loại. Thể là loài sư tử thì phải ăn thịt, thể là loài cừu thì phải ăn cỏ. Chúng ta vẫn thấy có những chủng loại gọi là xuất thân từ giống loài ăn thịt, nhưng mà trong thực tế nó không hề ăn thịt. Mà ngược lại, có những chủng loại lẽ là nó phải ăn cỏ mà ngược, nó không ăn cỏ. Thế nào? Ví dụ nếu quý vị có dịp sang bên Ấn Độ, đến những cái thành phố lớn nơi mà Ấn Độ giáo phát triển mạnh, chúng ta thấy là loài bò không chỉ ăn cỏ, mà loài bò có thể biết ăn bánh mì, ăn cơm, ăn chuối, ăn bánh trái, ăn bất cứ cái gì mà con người ăn. Bởi vì trong cái nền văn hóa tôn thờ loài bò đó, người ta đã cúng dường các loài bò trước khi là cúng dường cho cha mẹ mình trong nhà. Cho nên các con bò bỗng dưng nó có một cái quán tính mới, nó có một thói quen mới dựa vào cái phong tục tập quán được tôn thờ đó. Cho nên nó có thể là không ăn cỏ mà nó vẫn tồn tại giống như là các loài bò ở trên các cánh đồng xanh ở vùng Việt Nam hay là vùng thôn quê của Thái Lan, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy là cái cách áp đặt cái định mệnh, cái vận mệnh trên chủng loại đó là một cái gì đó rất là sai lạc. Là bởi vì nếu chúng ta chấp nhận một cái vận mệnh, định mệnh cố định đó, thì chúng ta không thể nào chấp nhận những tình trạng ngoại lệ phát xuất hay là nó liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến cái vận mệnh đó. Nghĩa là trong 100 trường hợp nó phải giống nhau y đúc, thì thực tế chúng ta phải học. Do đó nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn, đó là nếu như mình có được một cái bản lĩnh, thì mình dấn thân trên cái bản lĩnh đó để thay đổi những cái gì nó chưa thuộc về hoàn thiện, nó chưa thuộc về tốt đẹp,
nó có thể trở thành hoàn thiện, trở thành tốt đẹp ở hiện tại và tương lai. Trong quá khứ các bậc thánh đã làm, đã thành công. Trong hiện tại có nhiều bậc vĩ nhân đã làm, đã thành công. Và dĩ nhiên khi chúng ta so sánh mình với các bậc đó, chúng ta vẫn có được một cái tiềm năng để chúng ta đạt được cái thành công như là các bậc vĩ đại, vĩ nhân đã làm ở trong cuộc đời. Như vậy là sự thay đổi vận mệnh chẳng qua nó là một cái quá trình gọi là cải tạo, phải không ạ? Cái hành vi, cái suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta thông qua cái cách thức mang liên hệ đến cái truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán nơi mà mình đang ở, đang sinh sống, đang diễn đạt. Tuần trước chúng tôi đã có trình bày một cách rất là tiêu biểu ba cái khuynh hướng cải tạo vận mệnh thông qua cải tạo nhận thức, thông qua cải tạo môi trường và thông qua cải tạo hành vi. Hôm nay chúng tôi xin triển khai thêm một vài cái góc cạnh của việc cải tạo hành vi dẫn đến sự thay đổi vận mệnh của con người trong cuộc đời. Về phương diện hành vi thì chúng ta phải biết rằng nó có những loại hành vi cố ý và những hành vi vô tình. Các hành vi này nó có thể được thể hiện thông qua ba cái cơ năng, đó là tư duy, lời nói và việc làm. Lời nói nó có thể được biến dạng bằng nhiều cách. Nó có thể được tồn tại dưới dạng thức chữ viết ở trên một tác phẩm. Nó có thể được tồn tại dưới dạng thức một bức tranh, một cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trạm trổ, vân vân. Và trong tất cả những đó, nó đều có một cái thông tin nội dung mà tác giả nó muốn đề cập đến con người. Cho nên khi chúng ta tác hưởng cái tư duy của mình thông qua các tác phẩm nghệ thuật theo một cái chiêu thức nào đó, thì bỗng dưng người thưởng thức sẽ cảm nhận được cái dụng ý của mình ở trong đó. Vì có những trường hợp người ta cảm nhận sai từ một cái chiều sâu, họ có thể nhìn thấy nó rất là cạn cợt. Từ một cái bao la mà họ có thể nhìn thấy rất là hạn hẹp và ngược lại. Cái chuyện đó là chuyện không thể nào tránh khỏi ở trong cái quá trình thưởng thức nghệ thuật. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là tất cả cái cơ năng gọi là lời nói, ý gì việc làm á, nó đều có thể tạo nên cái quán tính, thói quen. Khi những con người khi mà phát biểu thì bỗng nhiên có cái cách để nói, có thể nói rất là hùng hồn, có thể nói rất là buồn ngủ, có thể nói rất là trầm tĩnh, có thể nói rất là sốc nổi, vân vân. Mỗi người có một cái phong cách biểu đạt khác nhau, và tất cả cái đó nó gắn liền với cái quán tính của họ ở trong quá khứ của đời trước, ở trong quá khứ của đời hiện tại, vân vân. Và tất cả những này cấu thành cái mà con người thường gọi là bản tính. Thì chúng ta thường nghĩ rằng là tôi có một cái bản tính, người khác có một bản tính, và bản tính này nó hoàn toàn khác biệt và không thể nào thay đổi được. Vì bản tính đó nó gắn liền với đời sống từ lúc mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Quan niệm về bản tính của con người là một quan niệm sai lầm, là bởi vì họ nhận dạng cái quán tính thói quen trở thành một cái không thay đổi, mặc dù cái quán tính đó nó có khuynh hướng, nó làm cho con người phải chạy theo cái cách mà nó muốn, thay vì mình phải điều chỉnh nó, làm cho nó chạy theo những việc mà mình muốn làm. Chính vì cái cưỡng lực đó nó làm cho con người nhận dạng quán tính trở thành cái bản tính. Và khi nhận dạng rằng các cá tính con người là một bản tính, thì con người không còn có nhu cầu để thay đổi vận mệnh. Bởi vì mình nghĩ rằng là mỗi một con người được sinh ra với một chức năng cố định, với một bản tính gọi là được sắp đặt. Vậy đó sự thay đổi là không cần thiết, và có thể làm xáo trộn cái vị trí của các cái chức năng ở trong xã hội là điều không ai. Như cái cách thức mà cái người Ấn Độ đã đặt ra một cái thiết lập về quán tính, dẫn đến cái thiết lập về cái cố định tính trong cái vị trí cấu trúc xã hội của loài người, và trong cái cấu trúc xã hội giữa người nam và người nữ khác nhau. Thì cái quan niệm của nhà Phật dạy chúng ta một thái độ ứng xử, đó là chúng ta phải cải tạo những cái định chế xã hội đã được đặt lên con người. Chúng ta thay đổi những cái cách thức mà thói quen chúng ta đang sai sự chúng ta hàng ngày, và nhờ cái cách thay đổi thói quen đó, bỗng nhiên chúng ta có một cái đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Một cái chuồng ngựa có thể trở thành một cái ngôi thiền viện, thì chúng ta thấy rằng một cái bàn tay xấu, một bàn tay dêm dúa đã từng ăn cắp ăn trộm có thể trở thành một bàn tay của từ bi, của bố thí, của giúp đỡ, của chở che. Nhà Phật không dạy chúng ta một cái phản ứng cưỡng lực, đó là chúng ta chặt bàn tay đó đi, mà nhà Phật dạy chúng ta là thay đổi cái cách thế sử dụng bàn tay đó. Tương tự cái thái độ chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta có thể liên tưởng đến một cái vận mệnh, chúng ta có thể hình dung đến một cái định mệnh, chúng ta có thể hình dung đến một cái ngẫu nhiên, chúng ta có thể hình dung đến là cái vô nhân vô duyên, chết là hết, như là chủ đi di vật. Nhưng mà tất cả những quan niệm đó đều là những quan niệm rất là tiêu cực, và cái phản ứng phụ của nó có thể làm cho người
mất đi cái ý thức trách nhiệm đạo đức về bản thân, về hành động, về những cái mà mình phát biểu, mình làm và mình đối tác đối với người khác. Cho nên tất cả những cái đó rất nguy hiểm. Như vậy là cái cách thức thay đổi cái thói quen, nó tạo cách thức để thay đổi cái lối sống của chúng ta trong cuộc đời. Và do đó nó thay đổi cả một cái vận mệnh hạnh phúc và khổ đau mà chúng ta đang có. Cho nên là những người Phật tử bỗng nhiên chúng ta có một thái độ nhìn rất là sáng suốt, nhìn rất là bản lĩnh và dấn thân làm. Có thể là chúng ta làm chưa thành công, nhưng mà chúng ta không được phép gọi là dừng nghỉ nữa chừng. Cho đến lúc nào cái cuộc cải tạo đó, chuyển hóa con người đó đó, nó được kết thúc. Chúng tôi xin trình bày đến một cái góc độ, đó là cái tác hưởng của thói quen đến cái hạnh phúc và khổ đau của con người. Và từ đó đó chúng ta đặt ra cho mình một cái thiết chế, đó là chúng ta gọi là tạo ra những cái hành vi tạo tác nó mang cái chất liệu đối lập với những hành vi mà đã có trong quá khứ. Nếu trong quá khứ chúng ta bị đau khổ vì cái nghiệp chúng ta giết người, hay là vì cái hành động chúng ta xuyên tạc vu khống người khác, hoặc là bằng cái cách thức sống bê tha, ăn chơi sa đọa, thì lúc bây giờ sự thay đổi vận mệnh trong trường hợp này đó là chúng ta gieo trồng những hạt giống hành vi mang cái chất liệu và tính chất đối lập. Chỉ khi nào mà cái lực bù trừ giữa hai đối tác hành vi trong quá khứ và hiện tại nó ngang bằng với nhau, thì lúc bấy giờ các hành vi xấu nó sẽ được phóng thích một cách trọn vẹn, hay là nó được chuyển hóa một cách gọi là tuyệt đối. Và nếu như chúng ta gọi là đầu tư cái năng lực của hành động đối lập với những cái nghiệp xấu trong quá khứ ở mức độ cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 lần, thì lúc bấy giờ cái vận mệnh chúng ta được thay đổi một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng, và khả năng thành công nó cũng rất là cao. Còn ngược lại, khi chúng ta bắt đầu gặp được Phật pháp, chúng ta nhận thức được những cái lỗi lầm nếu có của mình trong quá khứ, chúng ta bắt đầu lội vào trong cái bờ, lúc đó chúng ta bắt đầu đã có những sự thay đổi. Sự thay đổi đó có thể là 30%, 40%, nhưng mà nó là những cái sự thay đổi, những sự khởi động rất là cần thiết. Và thiếu sự khởi động này thì con đường hoàn tất của sự thay đổi bằng bệnh nó sẽ không được thiết lập. Cho nên sự thay đổi hành vi đối lập chính là một nhu cầu cần thiết để chúng ta thay đổi dần mình khổ đau ở trong đời sống của quá khứ. Trong lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy có một nhân vật được biểu đạt như là một cái tấm gương của sự thay đổi dần mình rất là hay. Đó là Angulimala. Ở trong các ngôi chùa thường có cái hình ảnh về nhân vật này. Người ta không biết ông ta tên là gì, họ là gì, nhưng mà chỉ biết rằng là ông ta là một con người do vì sự nghi kỵ của những người bạn học không bằng ông, cho nên người ta đã sàm tấu nói với người thầy của ông rằng ông ta gian díu với người vợ của ông thầy. Ông thầy nổi cơn ghen lên, cho nên tìm cách gọi là triệt tiêu cái người đệ tử của mình bằng cách là làm cho người đệ tử này bị tẩu hỏa nhập ma. Ông ta nói rằng là muốn đạt được giác ngộ, muốn có được con đường phước báo lớn đó, thì không gì bằng là giết gọi là 100 người, cứ mỗi người lấy một con vải xỏ vào một sợi dây đeo vào trong cái cổ, thờ cúng Phạm Thiên, thờ cúng Thượng Đế và hiến tế cho các thần linh, thì lúc bây giờ cái con đường hạnh phúc an vui nó sẽ được trường cửu lâu dài. Vì tôn kính thầy, vì tin tưởng thầy, cho nên ông ta đã dấn thân một con đường tội lỗi mà cách quan vũ đã để lại biết bao nhiêu là gia đình khổ đau. Mỗi gia đình như vậy có một người đã qua đời, có thể là người chồng, có thể là người vợ, có thể là người cha, có thể là một người con. Và dĩ nhiên là cái nỗi uất hận, cái nỗi sân hận, cái thù hằn của 100 gia đình đó đối với ông ta là chuyện diễn ra một cách rất là tất yếu. Đến độ là vua lúc bấy giờ là Ba Tư Nặc phải ra một cái lệnh, đó là ai bắt được, lấy được cái đầu của Angulimala thì cái đó sẽ được trọng thưởng. Anguli đó là những đốt ngón tay, mà là đó là cái sâu chuỗi hay là cái dòng hoa. Người ta thấy ông ta đeo một cái dòng hoa của những ngón tay, cho nên người ta đặt tên ông ta là con người của những đốt ngón tay được treo trên cổ, vậy thôi. Còn tên của ông ta là gì không biết. Có nhiều người đặt ông ta bằng một cái hiệp hiệu, đó là não hại người khác, não hại cuộc đời, não hại hạnh phúc, não hại gọi là cuộc sống. Khi mà ông ta tìm kiếm cái người cuối cùng không ra, thì bây giờ ông ta nghĩ đến ý định giết chết người bạn của mình để con số 100 nó được trọn vẹn. Và do đó cái thành tựu của ông ta
trong vấn đề luyện đơn, luyện bùa, luyện chú đó có thể được thành công. Thì lúc bây giờ ông ta dí theo người mẹ, và càng dí người mẹ thì ông ta là thấy xuất hiện ở đằng xa xa một nhân vật, đó là Đức Phật Thích Ca. Và ông ta bỏ ý định giết người mẹ, lao theo Đức Phật Thích Ca. Khi mà tiếp cận đến Đức Phật Thích Ca thì ông ta lại thấy cái khoảng cách đó không bao giờ tiếp cận được, bởi vì Đức Phật đã vào những thần thông. Ông ta chạy hết sức, ấy thế mà cái khoảng cách đó ngày càng xa về. Cho nên ông ta mới lập kế, bỏ con dao xuống và nói với lại Đức Phật rằng: thưa Sa Môn Cồ Đàm, tôi đã dừng lại rồi, xin ông hãy dừng lại, chúng ta nói chuyện với nhau, ông đừng sợ tôi sẽ không bao giờ giết ông. Thì Đức Phật nở một nụ cười rất quan hỷ. Đức Phật nói với lại ông ta rằng: dĩ nhiên ông đã đang dừng lại, hai chân ông đang đứng trên mặt đất, nhưng mà cái con dao sát hại của ông vẫn còn chạy, và thậm chí chạy là mấy trăm cây số một giờ, hay là mấy trăm dặm một giờ của ông chừng. Và con dao đó nó đang khát máu, nó đang muốn giết lại con người để làm một công việc của vô minh và tà kiến. Cho nên tốt nhất ông hãy dừng con dao của cái nhận thức của mình vào, và chưa khi nào cái con dao của vô minh nó được chặn đứng lại, thì lúc bây giờ hành động vô minh của ông ta sẽ được gọi là khắc chế, sẽ được đứng lại. Và ngay câu nói đó, ông ta bỗng nhiên trở thành một con người của sự giác ngộ. Và kể từ khi giác ngộ thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời của Anguimala đã được thay đổi. Ông ta trở thành một con người rất là nhân từ, ông ta làm rất là nhiều việc làm. Có một lần nọ trên đường du hóa, ông ta gặp một mà thiếu phụ đang khổ đau ở trên con đường. Người thiếu phụ này gọi là có chữ hoang, và do đó đến cái ngày khai quan ở nhụy, bà ta phải gọi là sinh con một mình, không có người chăm sóc, cũng không có mụ đẻ, cũng không có phương tiện, cũng không có dược liệu vân vân, và cái chết có thể đến với bà ta bất cứ lúc nào. Bà ta khổ đau, bà ta đi không nổi, bà ta đau quằn quại lăn qua lăn lại. Và lúc đó đó, ngài Anguimala cảm thấy rất là thương tâm, và ngài mới nói như thế này: nếu như tất cả những công đức kể từ khi tôi xuất gia có được thì tôi xin hồi hướng tất cả công đức đó cho đứa con của chị, cho cái hạnh phúc của chị, cho tuổi thọ của chị, và mong rằng là hai mẹ con sẽ được vun trọn hạnh phúc an vui lâu dài. Thì sau khi mà phát nguyện như vậy đó, ông ta quán tưởng đến cái từ bi, ông ta chuyển cái năng lượng từ bi từ trong con người của mình vào trong mẹ con của người kia, và lúc bây giờ bà ta sanh đứa con ra một cách rất là nhẹ nhàng và an vui. Và dĩ nhiên là cả mẹ tròn con vuông để được hạnh phúc. Cái câu chuyện đó nó nói lên một cái tính chất, đó là khi mà chúng ta gieo trồng những hạt giống đối lập đó, thì bỗng dưng là những chất liệu xấu trong quá khứ, những hạt giống bất hạnh mà chúng ta có thể gieo trồng cho những người khác đó, nó có cơ hội bị triệt tiêu lẫn nhau, chỉ tiêu đến một độ các cái hạt giống xấu nó không còn nữa. Và do đó cái cuộc đời chúng ta có thể được thay đổi một cách rất là khó có thể ngờ được. Thì dĩ nhiên khi hay tin Anguimala đã trở thành một tu sĩ, Yubatana không hài lòng. Ông ta đã kéo binh sĩ đến tu viện và gặp Đức Phật, kính lễ Đức Phật xong, ông ta mới trình Đức Phật về sự kiện, đó là hãy giao Anguimala lại cho ông để ông ta trị tội đúng theo phép nước như bây giờ. Đức Phật là một con người có tuệ giác, thấy được tất cả mọi việc đang diễn ra, đã diễn ra. Và nhà Đức Phật đã hỏi nhà vua rằng là trước khi mà vào đảnh lễ Như Lai thì nhà vua có gặp ai ở ngoài cổng chùa hay không. Nhà vua nói là: chà Bạch Thế Tôn, con có gặp một vị tỳ kheo, và vị tỳ kheo đó theo con là một con người rất là tuệ giác, rất là nhân từ. Con đã đảnh lễ vị tỳ kheo đó một cách rất là chân thành, và giờ đây con đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nhờ sự đảnh lễ đó con cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc. Đức Phật nói: nếu như đại dương muốn lấy thân mạng của Anguimala, Như Lai Thế Tôn không bao giờ phản cự. Và cái vị tỳ kheo mà nhà vua đảnh lễ khi nãy đó chính là Anguimala đó. Nhà vua có thể bắt ông ta, cầu ông ta là giam giúp ông ta vào trong khám, sau đó có thể xử theo luật pháp lúc bây giờ. Thì nhà vua rất là ngạc nhiên, tưởng Đức Phật có chê, và hỏi lại lần thứ hai, Đức Phật vẫn khẳng định rằng đó chính là Anguimala. Nhà vua cảm thấy rất là phấn chấn, vừa phấn chấn và vừa sợ, bởi vì sợ tất cả những gia đình bị ông ta giết chết một cách oan uổng đó có thể gọi là đả đạo biểu tình trong đó nhà vua.
cho nên nhà vua đã lẳng lặng ra về và không có ý định giết Angulimala nữa. Khi nhà vua ra khỏi ngôi tịnh xá thì lúc bấy giờ dân chúng trở vào biểu tình chống đối Đức Phật, chống đối nhà vua, chống đối Angulimala, chống đối tất cả, và họ nói rằng là nhà vua đã không còn sáng suốt nữa, đã có một cái thái độ mê tín đối với Đức Thế Tôn, và họ nói rằng Đức Phật Thích Ca là một con người là ô uế trù dập cho một cái tội phạm ghê gớm nhất của triều đình lúc bây giờ. Và lúc đó là Angulimala đã ra để nhận tội, nói rằng là tất cả các vị đừng có làm ồn, đừng có chửi bới, đừng có chống đối Đức Thế Tôn, và tôi xin sẵn sàng chịu chết nếu các vị muốn giết tôi. Lúc đó người ta nhìn thấy gương mặt của ông, người ta thấy tất cả những cách thức mà ông nói, ông ứng xử đó nó khác với cách thức của một con người được gọi là tội phạm. Và có người giận lắm thì cầm một cái viên đá ném vào trong thân của ông ta, có người giận lắm là tát một bạt tai, rồi là ném một cái quả trứng thúi, rồi chửi bới la đánh đập, rồi tất cả cùng bỏ ra về. Đây là một câu chuyện mà cái ấn tượng của nó không nằm ở cái chỗ mà cái cách thức của con người ứng xử với ông một cách rất là dân tự, mà nằm ở chỗ đó là cái sự thay đổi vận mệnh của ông. Nó làm cho con người của ông từ là một con người não hại dẫn đến một con người của vô não. Và từ đó ông đặt có một biệt hiệu mới, đó là tỳ kheo vô não. Cái vô não của ông ta đã mang lại cái sự mẹ tròn con vuông của một người mẹ sanh con ở vệ đường. Cái vô não của ông ta đã làm cho tất cả những người sân hận bực tức đã từng chết một người chồng, một người cha, một người vợ, một người con, một người anh, một người em hay là một người thân, bỗng nhiên không còn thái độ trả đũa nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là sự thay đổi vận mạng này nó có thể được diễn ra ngay trong tức khắc, khi mà cái hạt giống nhân từ của ông gieo trồng đó, nó đối lập hoàn toàn lại với cái hạt giống sát hại của ông ta trong quá khứ. Thì lúc bây giờ sự bảo hòa về hạt giống đó, nó sẽ được thiết lập. Và cũng rất là may vì là một bậc A-la-hán, cho nên cái năng lực truyền cái chất liệu gọi là nhân từ, thương tưởng, và gọi là dẫn đến những cái hạt giống của tình thương, hạt giống của tuổi thọ, hạt giống của sức sống đó, nó lớn mạnh, lớn đến độ nó đã lắng ngát tất cả những hạt giống xấu của ông ta để dồn vào trong quá khứ. Cho nên ông ta đã thay đổi được vận mệnh, bỏ được cái chết của mình bằng một cuộc đời rất hạnh phúc. Vấn đề mà chúng ta cần nêu ra ở đây đó là khi chúng ta có những nỗ lực thì lúc bấy giờ cái sự thay đổi nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Và cái nỗ lực đó nó có thể được thiết lập bằng những cái bước đi rất là gập ghềnh, rất là khổ đau. Và bởi vì có nhiều người dẫn theo một con đường lầm lạc để thay đổi vận mệnh, thì lúc bấy giờ tất cả những cảnh nó bắt đầu xuất hiện. Mà người đó nếu không có bản lĩnh, không thể rời khỏi cái hoàn cảnh khổ đau mà mình đang có trong quá khứ, và sự thất bại nó có thể là một cái nỗi đe dọa làm cho những người khác mất đi hết tất cả những lưu luyện thay đổi vận mệnh của mình. Cái bốn chốt của vấn đề thay đổi vận mệnh đó là chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đó lại. Rồi nếu chúng ta không gieo trồng thì cuộc đời chúng ta vẫn là cuộc đời của quá khứ. Vì duyên của quá khứ đó là quá khứ của khổ đau, quá khứ đó là quá khứ của những tội lỗi, quá khứ đó là quá khứ của cái gì mất thiền chưa được hoàn thành. Cho nên thay đổi vận mệnh chính là một cái sự thay đổi bằng cái nhận thức sáng suốt, gieo trồng những cái hành động gọi là nó mang cái chất liệu của sự đối lập. Dĩ nhiên là chất liệu này đó là chất liệu của cái việc làm ở hiện tại và tương lai đối với mình và đối với người khác. Để cái quy trình thay đổi vận mệnh nó được thành tựu một cách tốt đẹp, chúng ta có thể vận dụng những cái phương pháp hỗ trợ. Ví dụ chúng ta có thể cài đặt những cái dấu hiệu gọi là cảnh báo, những cái warning signs cho bản thân của chúng ta, để chúng ta có đủ cái bản lĩnh vượt thoát khỏi những cái quán thức của thói quen đang sai chữ của mình hàng ngày. Ví dụ nếu chúng ta là một cái con người có một cái thói quen gọi là uống rượu, thì chúng ta dư biết được rằng là rượu có thể làm sức khỏe của mình bị giảm thiểu, gan của mình có thể bị hư, và mạng sống của mình có thể bị chấm dứt. Và do đó cái khổ đau của người vợ và những người con có thể có mặt bất cứ lúc nào trong ngôi nhà của mình. Đó là chưa nói đến cái việc mà chúng ta xôm tụ, chúng ta ăn hùng rơm, chúng ta có thể bao những người bạn trong những cái chầu rượu mà cái giá tiền của nó có thể bằng một tháng lương của chúng ta. Và do đó những kẻ bất hạnh chính là người thân và người thân của chúng ta. Thì trong trường hợp này chúng ta phải thiết lập một cái dấu hiệu gọi là cảnh báo. Đó là chúng ta có thể dán ở cái bàn mà chúng ta thường ăn cơm, ở cái nơi mà chúng ta đang làm việc, hay là ở những cái hoàn cảnh mà chúng ta thường lui tới,
những cái dấu hiệu gọi là tác hại của rượu dẫn đến bệnh này bệnh nọ, và tác hại của rượu dẫn đến cái chết, để chúng ta kế vào trong mảnh đất tâm của mình những hạt giống ý thức về tác hại khổ đau của rượu gây ra một cách trực tiếp đối với bản thân và đối với những người thân của chúng ta. Như vậy là khi các cái hạt giống này nó được thiết lập thì bỗng dưng cái cảnh báo nó trở thành một cái nỗi ám ảnh trước nhất. Chỉ vì cái nỗi ám ảnh này là một cái dấu hiệu của cái con đường tiến bộ và chúng ta phải đấu tranh với nó hàng ngày hàng giờ, chưa cách gì thì chúng ta thành công. Những cái dấu hiệu kế tiếp mà chúng ta có thể thiết lập đó là chúng ta phải gọi là dành nhiều thời giờ cho sinh hoạt gia đình. Mỗi khi mà cái cơn nghiện của rượu nó xuất hiện và những kẻ bạn nhậu đến rủ chúng ta thì chúng ta phải đưa ra một lý do, đó là tôi phải chăm sóc người vợ, tôi phải lo lắng cho những người con, tôi phải có trách nhiệm với gia đình, và do đó tôi có thể hẹn với anh các bạn ở một dịp khác. Như vậy là khi chúng ta đặt cái giá trị của đời sống hạnh phúc hôn nhân thông qua cái sự quay quần vui vẻ với những người thân ở trong gia đình của mình thì bỗng dưng cái niềm vui của gia đình nó trở thành một cái năng lực của sự thay thế cái niềm vui của những cơn rượu. Và trên thực tế đó, chúng ta có thể gọi là cấy vào trong mảnh đất tâm của chúng ta cái nhận thức về cái bản chất giải sầu của rượu là không thực tế. Thì bởi vì có rất nhiều người nam họ nói rằng là cuộc đời của tôi bất hạnh quá, tôi đã lao khổ nhiều ấy mà sự thành công không có bao nhiêu, cho nên tôi mượn rượu giải sầu. Và rượu là đầu câu chuyện, giống như cao là đầu câu chuyện của những người phụ nữ. Chúng ta có thể có những lý do để biện hộ, có những lý do để binh vực cho cái thói quen không hay của mình, và chúng ta bắt chấp đến nỗi khổ đau của người vợ và những người con của chúng ta. Đó là điều hoàn toàn không hay. Chúng ta có thể liên tưởng đến một cái câu phát biểu của dân gian Trung Hoa ảnh hưởng đến đạo Phật, đó là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nạn. Còn khi chúng ta hiểu được rằng là rượu không phải là một cái chất liệu để chúng ta giải sầu, mà nó là một cái chất xúc tác để sầu chúng ta ngày càng thêm nặng, cái nỗi đau của chúng ta ngày càng lớn, cái nỗi bất hạnh của chúng ta ngày càng gia tăng, và do đó sức khỏe, thể trí, thể chất của chúng ta ngày càng lụng bại. Do đó giải sầu trong trường hợp này là một cái phương pháp của sự sai lầm, cho nên chúng ta phải dừng lại. Như vậy chúng ta có thể thiết lập ký thức về cái tác hại của rượu bằng cách là chúng ta viết những bức tranh thư pháp, hay nhờ những người khác viết về những câu thư pháp có tác hại cổ rượu gây ra, là chúng ta ý thức được chuyện đó để dẫn đến cái sự buông bỏ cái thói quen này. Và chúng ta không bao giờ nói rằng bản tính uống rượu là thói quen của tôi, và bản tính đó là cái gì đó mà tôi không thể nào bỏ được. Một cái thiết lập khác, chúng ta có thể gọi là thay thế các hoạt động uống rượu bằng những sinh hoạt vui chơi giải trí chẳng hạn. Ví dụ chúng ta có thể là chơi những trò chơi thể thao, bóng đá, là tennis hay là những cái trò chơi khác mà chúng ta thích. Hoặc là chúng ta có thể có thói quen đọc sách để tìm kiếm những giá trị của kiến thức, để tìm kiếm những giá trị của đạo đức, lượm lặt những cái lời hay ý tốt, tinh hoa của cuộc đời, để đúc kết cho mình một bài học và cho bản thân của mình là một cái giá trị của sự vươn lên trong cuộc đời. Thì tất cả những sự thiết lập này đó, đó là những cái dấu hiệu gọi là cảnh tỉnh cho một cái con người có thói quen uống rượu từ bỏ rượu một cách gọi là tuyệt đối, là bởi vì tất cả những hạt giống đó nó đều đặt trên mảnh đất của chánh niệm và tỉnh thức. Chúng ta trước nhất chánh niệm về cái tác hại của nó gây ra, cho đến chúng ta gọi là chánh niệm về gọi là cái tác dụng mà khi chúng ta bỏ được rượu như là một thói quen xấu ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta có thể nêu ra một cái ví dụ thứ hai, đó là trong trường hợp của những người nghiện là TV. Suốt một ngày như vậy, chúng ta ôm cái TV có thể 10 giờ đồng hồ nếu chúng ta là những người bị thất nghiệp. Chúng ta có thể mượn cái TV để giải sầu, chúng ta có thể bắt hòa với người chồng, người vợ, hoặc là cha mẹ hay là những người thân trong gia đình, rồi chúng ta ôm cái TV đó như là một người bạn để mà an ủi dỗ dậy mình, và chúng ta buông hết tất cả những cái trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy là cái bệnh nghiện TV chính là một cái gì đó mà nó làm cho chúng ta có những thói quen không tốt. Và bởi vì cái tình cảm với tâm lý của chúng ta nó bị gọi là cột lại trong cái TV, thay vì chúng ta phải cột đối với những người thân, đối với những người thương. Thì trong trường hợp đó, chúng ta có thể thiết lập một cái remote control, đó là cứ 2 giờ như vậy thì bỗng dưng cái TV nó sẽ được tắt, nó được off rồi. Thì lúc bây giờ cái thói quen ghiền TV nó sẽ được tháo gỡ. Và do đó cái thời gian còn lại chúng ta có thể chăm sóc gia đình
lo lắng cho người thân, lo lắng cho người thương, thì lúc bấy giờ dầu chúng ta không có nghề, dầu chúng ta bị thất nghiệp, dầu chúng ta gọi là phải nương tựa vào người vợ hay là nương tựa vào người chồng, ấy thế mà tất cả những cái giá trị đóng góp chúng ta về phương diện giáo dục con cái, về việc chăm lo sức sống trong gia đình đó, nó vẫn là một cái niềm vui an ủi cho cái người kia đang phải làm gấp đôi để tạo ra cái sự thăng bằng về tài chính và kinh tế trong gia đình của mình. Trong đời sống hiện tại chúng ta thấy là có một cái cơn nghiện mới, đó là nghiện internet. Có nhiều người nghiện internet bằng cách là chat tin gọi là từ giờ này sang giờ khác. Hồi chúng tôi còn ở bên Ấn Độ, chúng tôi làm website rất là khó khăn. Ở trong ký túc xá thì không cho sử dụng internet, cũng không cho sử dụng vi tính. Thì đó chúng tôi phải làm vi tính lén ở trong phòng. Rồi sau khi mà làm xong hết rồi mới đem ra quà tiệm để upload lên. Như vậy chúng tôi có mặt ở quà tiệm internet đó, trung bình mỗi ngày vậy là 4 giờ. Trong 4 giờ download và upload bài lên đó, thì chúng tôi nhìn thấy những người xung quanh của mình đó. Có người thì có cơ nghiện gọi là chat tin, có người có cơ nghiện là chơi games, có người có cơ nghiện là cứ vào trong internet để mà giải trí, tại vì thời giờ của mình còn không biết để làm gì. Và trong lúc chat tin á, chúng ta biết rằng là một người như vậy có thể chat tin với gọi là 10 người, 20 khác nhau. Họ có thể sử dụng những ngôn ngữ mà trong cuộc sống họ không dám sử dụng, bởi vì cái sự phản đối, cái sự từ chối, cái thái độ gọi là không chấp nhận nó có thể diễn ra, nhưng mà cái sự mất mặt trong trường hợp này nó không có. Cho nên người ta mạnh dạn để nói những chuyện mà người ta không dám nói trong cuộc đời. Do đó nó là cái cách để mà phóng thích những cái ức chế tâm lý. Người ta có thể dùng những lời nói yêu đương rất là ngọt ngào, người ta có thể dùng những cái lời dụ dỗ rất là hấp dẫn, người ta có thể nói những cái câu tình ái rất là thân thương, mà trong thực tế người ta đã không làm những chuyện đó được. Người ta vẫn không sợ người khác từ chối mà, bởi vì từ chối trong trường hợp này không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà nếu như hai người hiểu được ý của nhau, họ lại có những cái cuộc gọi là họ hẹn hò, rồi có thể gọi là dẫn đến tình yêu, dẫn đến hôn nhân, thì trên thực tế đã có những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ cái đôi bạn ở trên internet. Mà nếu như cái người đó đã có một người vợ hoặc là đã có một người chồng, thì sự chết tinh đôi với những người khác phái ở trên internet chính là một cái sự hủy hoại đời sống của chúng ta ở trong gia đình. Bởi vì chúng ta có thể không tìm thấy những cái lời nói ngon ngọt của người chồng, người vợ chúng ta, giống như là những cái người mà nhàn rỗi chết tinh ở trên internet. Cho nên sự thay thế trong trường hợp này đó là bắt đầu của một đời sống rất là khổ đau. Và do đó chúng ta có thể tìm thấy được cái hạnh phúc với những người chúng ta không biết. Trong đó hạnh phúc chúng ta cần có với người thân, với những người thương thì chúng ta lại quên đi. Vì vậy chúng ta có thể bị sai lầm. Cho nên chúng ta có thể sử dụng những cái software nhắc nhở mình. Cứ mỗi ngày như vậy chúng ta được phép vào trong mạng gọi là 2 giờ hoặc là 3 giờ tối đa. Và nhất là nếu chúng ta vào những cái mạng nó liên hệ đến những cái room sinh hoạt, ví dụ như sinh hoạt Phật pháp hay là thảo luận Phật pháp, hay là những cái hoạt động giảng dạy kinh pháp khác ở những nơi trên khắp thế giới, lúc bây giờ cái giá trị của chúng ta nó rất là có, không ạ? Sự trưởng thành của chúng ta trong cuộc đời nó cũng được lớn mạnh theo. Còn nếu ngược lại, chúng ta chỉ vào trong đó để chết tinh, để thỏa mãn cái sự cô đơn, cái sự trống trải của mình, chúng ta thấy đó là một sự hoàn toàn vô ích, và nó không dẫn đến cái sự thay đổi vận mệnh chúng ta, mà làm cho vận mệnh chúng ta ngày càng khổ đau nhiều hơn. Như vậy là cái cách thức thiết lập những cái dấu hiệu của sự thay đổi đó, nó làm cho chúng ta có thể thay đổi được 30%. Nó nhắc nhở chúng ta hàng ngày, nó lưu ý chúng ta hàng giờ, và vậy đó chúng ta có thể thay đổi đó một cách rất là thành công và có kết quả lớn. Nhưng mà cái quán tính của nghiệp lực nó thường dẫn chúng ta theo một cách thức là cưỡng lại, chống lại với cái phong tục tốt, cái tập quán hay, với cái lương tâm, với đạo đức của mình. Và vậy đó nếu không có bản lĩnh, không thiết lập những cái gọi là hỗ trợ tương tự như vậy, thì chúng ta có thể trở nên là kẻ thất bại trên con đường cải đổi vận mệnh của mình. Do đó một cái phương pháp hỗ trợ khác đó, đó là chúng ta phải thiết lập một cái thời khóa biểu, tức là giờ nào việc đó. Một ngày như vậy 24 giờ, chúng ta đã mất hết 8 giờ để ngủ rồi, phải không ạ? Có nhiều người ngủ nhiều hơn, dĩ nhiên cũng có nhiều người ngủ ít hơn. Và 2/3 thời gian còn lại của cuộc đời đó, thì vừa là 1/3 đó đó, chúng ta dành cho công ăn việc làm. Và thậm chí ở những nước tiên tiến như Mỹ thì chúng ta phải mất đến thậm chí là 10 giờ, 12 giờ để làm việc. Và vậy chúng ta còn lại chỉ có 6 giờ và thậm chí là 4 giờ để sinh hoạt của gia đình. Và nếu như chúng ta không có thiết lập một cái thời gian biểu một cách đúng đắn đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có đủ thời giờ để chăm sóc người thương, người thân của mình. Chúng ta cũng không có đủ thời giờ để chăm sóc cái hạnh phúc của mình.
chúng ta cũng không đủ thời gian để chăm sóc con cái và sự trưởng thành của nó về phương diện thể trí, về phương diện thể chất. Và do đó chúng ta trở thành một con người vô trách nhiệm. Như vậy nếu chúng ta không thiết lập những cái múi giờ ở trong gia đình của mình, những cái công việc mà chúng ta phải làm bằng cách là chúng ta lên cái list, thì chúng ta có thể bị thất bại, chúng ta có thể bị thói quen nó cưỡng lại, và do đó chúng ta có thể làm những gì mà nó muốn thay vì chúng ta phải muốn những gì nó phải làm. Và đó là một cái sự đấu tranh rất là lớn. Và sự đấu tranh này dĩ nhiên nó sẽ có một cái bên thắng, một bên bại. Và là một người Phật tử, chúng ta phải dành cho phần thắng chứ đừng bao giờ để cho phần bại nó đứng về phía bên mình. Ở trong cuộc đời đó, thì cái hạnh phúc ai cũng muốn, cái khổ đau ai cũng muốn gánh. Ấy thế mà người ta vẫn tiếp tục gặp khổ đau, và hạnh phúc chỉ là đôi lúc trở thành một cái bánh vẽ ở trên bầu trời, hay là một bức tranh mà ăn hoài không cảm thấy no, không cảm thấy rõ khác. Do đó chúng ta phải làm một cách thức rất là cụ thể thì chúng ta mới có được hạnh phúc an vui ở trong cuộc sống. Chúng ta có thể liên tưởng đến hai cái khuynh hướng gọi là mong mỏi hạnh phúc và giải quyết vấn đề khổ đau ở trong dân gian Việt Nam. Cái khuynh hướng thứ nhất là người ta thờ ông Thần Tài, phải không ạ? Ông Thần Tài với một ý niệm rằng là mình sẽ được gọi là thịnh vượng, giàu sang, phú quý, và cái giàu sang đó một cách rất là lâu dài. Và có nhiều người mua một cái ông Thần Tài gọi là cao 1m4, thậm chí là 2m, ở Việt Nam bây giờ cỡ nào cũng có. Ngoài ra còn có nhiều loại Thần Tài khác nhau về màu sắc. Có nhiều người ta làm ông Thần Tài với một cái màu vàng rực rỡ để tượng trưng cho vàng vào trong nhà mình đầy cửa, kim ngọc mãn đường, theo quan niệm tập quán của người Trung Hoa. Mãi thế mà nghèo vẫn nghèo thôi. Và nhất là những cái người mà sản xuất ra ông Thần Tài đó, có nhiều năm gọi là sập tiệm luôn, bởi vì không có người mua. Thì mua lần rồi ta thờ đến mấy chục năm, giờ nó sản xuất nhiều quá nó bị ứ hàng, không có gửi đi được. Và nhất là không thể bán vào trong những gia đình mà người Phật tử quá hiểu về đạo lý văn hóa mới được Phật tử giải. Cho nên thơ Thần Tài không mà thôi, không thể giải quyết vấn đề của sự giàu sang và đẩy cái nghèo khó khổ đau vào trong quá khứ được, mà chúng ta phải làm một cách thức khác. Một cái khuynh hướng thứ hai đó là chúng ta thấy là người ta thường đi phí bà, nhất là bà cho đốc thôi, và nó trở thành từ một cái ngày phí bà trở thành một cái tuần lễ phí bà, trở thành một tháng phí bà, và bây giờ trở thành một mùa phí bà. Một năm như vậy nó kéo dài đến 6 tháng. Và những người sống ở vùng núi Sam hay là Pháp Sơn cho đốc đó, bỗng dưng được giàu có, bỗng dưng được phú quý, bởi vì cái lượng người hành hương đó trở về đây 6 tháng một năm đã làm cho họ có thể sống thêm 6 tháng còn lại. Và có nhiều người từ một cái ngôi nhà tranh rất là lụt sụp trở thành một ngôi nhà lầu 3 tầng 4 tầng và mua đến 2-3 căn khác nhau. Dĩ nhiên là cái vận mệnh của những người đó nhờ vào cái phong tục mê tín dị đoan của cái truyền thống dĩ bà cho đốc. Hiện nay thì chúng ta thấy là ở tại Sài Gòn á, nó có những ngôi chùa đặt tên là Châu Đốc 1, rồi thấy là bản khám khá quá đặt tên là Châu Đốc 2, Châu Đốc 3. Ở bên trong tương lai còn có Châu Đốc 4, Châu Đốc 5 hay không? Bởi vì những Châu Đốc như vậy đó cũng có thờ những vị bà chú xứ, và người ta thay vì phải mất 6 tiếng đồng hồ trên những con đường rất là kẹt xe, là lâu dài mỏi mệt của Châu Đốc, thì người ta tới những ngôi chùa được gọi là Châu Đốc 1, Châu Đốc 2, Châu Đốc 3 đó để có thể giúp bà và mong bà có thể gia hộ cho họ được thịnh vượng ấm no ở trong cuộc đời. Chúng ta thấy rằng là cái khổ đau của những người ở cái vùng Pháp Sơn Châu Đốc vẫn tồn tại như là một thực tại. Có những người bán, và trước khi bán đó, họ phải vào lễ bà cầu nguyện văn sinh ấy, thế mà họ vẫn nghèo là nghèo thôi. Và nếu chúng ta có dịp gặp những bé trai bán vé số, chúng ta sẽ thấy là các bé trai này rao bằng những lời rao mà chúng ta nghe rồi chúng ta không bao giờ không muốn bỏ tiền ra để mua tấm vé số của các em. Các em có thể nói như thế này: lại anh, lại chú, lại bác, lại thím, lại cô, bà ở đây rất là linh, và mỗi sáng như vậy con đều vào trong điện bà để lại bà, nhờ bà gia hộ cho nên mua vé số của con là có thể trúng độc đắc. Chúng ta nghe ra trúng độc đắc là chúng ta mừng rồi. Chúng ta mua vé số mà đôi lúc chỉ còn là trúng gió thôi. Còn nếu chúng ta mua nhiều thì chúng gió càng nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể bị nhảy mũi, chúng ta nghĩ rằng là có một người nào đó đang nhắc nhở tiền đến nhà mình, nhưng mà không ngờ bác sĩ nhắc nhở thì là tiền nó phải ra nhiều hơn nữa. Rất là nguy hiểm. Ê thế mà chúng ta vẫn nuôi một cái niềm hy vọng rằng mình sẽ được bà gia hộ, mình sẽ được trúng số độc đắc. Dĩ nhiên là nó có hai cái khuynh hướng diễn ra đối với những người có cái niềm tin tín ngưỡng về bà chú xứ. Họ có thể có một cái niềm an ủi rằng là có thể là do họ vái chiêu linh, cầu chư thiên, cho nên bà chưa gia hộ được cái thứ mức. Do đó đó, nếu như năm đó mình làm ăn không khá thì bỗng dưng mình im luôn, im hơi lặng tiếng, không dám nói với bà con lời sớm rằng mình đã đi dí bà của năm này, thì nói ra người ta cười.
Còn những người nào mà đi với bà về rồi đã làm ăn khấm khá thì có dòng ta đồn đã ra một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn ngàn. Nhưng mà ta không biết được rằng bản chất sự thành công đó nó liên hệ đến rất nhiều yếu tố. Mà yếu tố đó nó được quyết định bởi cái nền kinh tế thị trường. Có thể người đó nó có nỗ lực làm ăn và làm ăn đúng phương pháp. Cái thứ hai nữa, họ làm ăn và làm là đúng cái đời sống đạo đức. Và họ biết rồi là mời đón khách hàng, niêm nở với khách hàng, gọi là tung cái món hàng ra vào thị trường khi mà nó gọi là đóng một vai trò chiếm lĩnh thị trường, cho nên giá cả của nó được cao, và do đó cái khoản lời của nó có thể được rất là lớn. Và ra chúng ta còn có thể có thêm các cái nghề thuật buôn bán khác nữa, bằng cách là gọi là mình bán gọi là khuyến mãi để cho người ta quen cái mặt hàng của mình, và khi quen mặt hàng rồi mình cứ nâng giá trị lên, người ta cũng mua theo, ví dụ chẳng hạn như vậy. Tức là có nhiều cách để chúng ta thành công trong buôn bán lắm. Rồi chúng ta lại không biết rằng là cái quy luật của sự buôn bán nó lệ thuộc vào kinh tế thị trường, là chúng ta lại cứ liên tưởng rằng có lẽ là do năm nay mình đi với bà cho nên được bà gia hộ, và do đó mình được thành công, và khi thành công thì mình phải đền ơn đáp nghĩa, cứ về lại bà, vái bà, cúng bà để tạ ơn bà. Dĩ nhiên cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa đó là tốt, nhưng mà cái đạo lý của đền ơn đáp nghĩa trong trường hợp này cần phải được thay đổi. Đối tượng chúng ta có thể đền ơn trực tiếp những người đã trực tiếp giúp chúng ta làm ăn thành công. Đó là những người giúp việc chúng ta, đó là những người cộng sự với chúng ta, đó là những người gọi là quản đốc giám đốc của chúng ta, chứ không phải là ông bà hay là bà sứ thứ, là ông thần linh này, ông thần linh nọ, là ông thần tài này, ông thần tài kia. Cho nên chúng ta phải hiểu là bản chất những việc đó đó nó rất là sai lầm. Và đó, khi mà có một cái niềm tin như vậy, chúng ta không bao giờ thay đổi được vận mệnh hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến bốn cái phương hướng mà chúng ta có thể thay đổi một cái vận mệnh của nghèo khó trở thành một cái vận mệnh của hạnh phúc. Cái thứ nhất, Đức Phật nói chúng ta phải có một thái độ là tinh tấn, nỗ lực và tháo vát trong công việc làm ăn. Bất cứ là chúng ta đang dấn thân vào chức nghiệp ngành nghề nào, chúng ta cần phải có một lý tưởng, chúng ta cần phải có lập trường, chúng ta cần phải có phương pháp, chúng ta cần phải dấn thân một cách không mệt mỏi, làm mãi, làm liên tục để cái sản lượng càng gia tăng. Cái phương pháp ứng dụng trong trường hợp này nó rút ngắn thời gian lại, rút ngắn năng lực lại, và cái thành quả, cái hệ suất lao động nó có gấp 2, gấp 3 lần. Cho nên chúng ta có thể trở thành một con người giàu có rất là dễ. Cái yếu tố thứ hai Đức Phật dạy đó là chúng ta phải biết phân hội những tài sản đã được tạo dựng ra bằng cái sự khôn ngoan của trí óc, bằng cái sự nỗ lực của bao đôi bàn tay, bằng mồ hôi nước mắt, và bằng cái gì đó nó phù hợp với lương tâm đạo đức và luật pháp xã hội hiện nay. Đức Phật nói là chúng ta có thể bảo vệ nó bằng bốn cách thức khác nhau. Cách thứ nhất là chúng ta đừng bao giờ gọi là dấn thân vào cái đời sống rượu chè bay bán, bởi vì cái đó sẽ làm tài sản của chúng ta gọi là tọ thực sơn băng, có thể tan biến một cách rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Cái thứ hai là chúng ta đừng bao giờ có thói quen có cái nỗi đam mê đó là ghiền đánh bài, cờ bạc. Vậy đó, chúng ta phải tạo một hoàn cảnh thích hợp cho mình là đừng bao giờ lui tới những cái nơi tương tự như là Las Vegas của Mỹ, hoặc là chúng ta đừng bao giờ lui tới những cái nơi mà nó có thể gợi lên những cái hoạt động tương tự này. Ví dụ như là cái công viên gọi là Genting ở Malaysia chẳng hạn. Nó là một cái Las Vegas thứ hai của thế giới. Cái thứ ba đó là Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ đam mê tủ sắc. Dĩ nhiên là cái khái niệm sắc ở trong trường hợp này không phải là người nữ, mà là cái đối tượng khác phái. Một người nữ có thể đam mê một người đàn ông, mà khi đam mê người đó có thể là bán cả gia tài, sự nghiệp, tiền bạc của cải để nuôi dưỡng cái tình yêu. Và dĩ nhiên là trong những cái cuộc mà mua bán đó, nó có thể có một con người lợi dụng và con người bị lợi dụng. Vì vậy đó, cái hạnh phúc, cái tài sản của chúng ta có thể bị tan biến một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Và cái khái niệm sắc trong trường hợp này đối với người nam nó chính là người nữ. Và ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, nó có nhiều cách thức để làm cho tài sản chúng ta bị tổn thất rất là dễ. Chúng ta có thể gọi là đam mê cái ngoại hình của người kia, tức là người khác phái. Chúng ta có thể đam mê cái lời giọng nói ngọt ngào dễ thương. Chúng ta có thể đam mê cái cách thức mà kia trang phục ăn mặc. Chúng ta có thể đam mê cái cách thức mà người kia có thể thể hiện qua cái điệu bộ, cái cử chỉ của cái tướng đi. Chúng ta có thể đam mê người đó bằng cái cá tánh của người đó. Chúng ta có thể đam mê người đó bằng gọi là cách là tặng quà cáp để chinh phục tấm lòng người kia. Chúng ta có thể đam mê người đó bằng tất cả những cái mà người đó có ở trong cuộc đời. Ví dụ như là giàu sang, là phú quý, địa vị, danh vọng, chức tước, quyền thế, vân vân. Thì tất cả những cái này nó trở thành những cái nguồn hấp dẫn giới tính rất là cao, và làm chúng ta có thể là đánh mất tài sản của mình trong những cuộc gọi là thi hoan mà quý vị đã nói là nghìn vàng mua một trận cười mà thôi.
chúng ta có thể bỏ tất cả tài sản sự nghiệp để có được cái hạnh phúc của giới tính và hôn nhân. Dĩ nhiên là nếu mà cái hạnh phúc của hôn nhân chân chánh thì đó là một điều đáng tán thán, nhưng mà rất tiếc là chúng ta có thể có những cái cuộc tri hoa mà nó không mang lại cái giá trị của một cuộc hôn nhân đàng hoàng, thì đó là cái điều mà chúng ta phải tránh. Dĩ nhiên là khi chúng ta phòng hộ con người của mình bằng những cách, tức là đừng bao giờ để cho tiền mình nó rỉ rọt vào rượu chè, vào ăn chơi sa đọ, vào tứ đổ tường, vào cờ bạc vân vân, thì lúc bây giờ cái nguồn tài sản chúng ta nó sẽ được đứng vững, và do đó chúng ta có thể thăng tiến ngày càng cao, ngày càng xa trên đời sống của hạnh phúc thuộc về vật chất. Hay phương pháp còn lại là Đức Phật dạy chúng ta hướng về đời sống tâm linh, bởi vì những cái giá trị đời sống vật chất đó, nó chỉ là một cái phần để đảm bảo được sự thịnh vượng vật chất ở một mức độ nào mà thôi. Còn nếu chúng ta có thêm cái sự trao dồi về đời sống tâm linh đó, thì cái đời sống vật chất này nó sẽ có một cái bệ đỡ, có một cái bình phong để nó có thể được đứng vững một cách lâu dài. Đó là chúng ta phải thân cận gần gũi những bậc thiền hữu tri thức. Khi là chúng ta gặp những người bạn đạo, gọi là trao đổi đạo lý với những con người có cái chiều sâu về hành trì, có chiều sâu về kinh nghiệm tu tập, có chiều sâu về quá trình chuyển hóa những cái nghiệp xấu ở trong quá khứ, thì bây giờ gần người đó chúng ta có những bài học rất là thiết thực, chúng ta trở thành những con người phấn chấn tinh tấn vươn lên trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta gần gũi những con người bê tha trừ đàn, lúc bây giờ thái độ lười biếng, cái quan niệm ích kỷ, những cách thức ứng xử dựa vào thói quen, dựa vào định mệnh, dựa vào ngẫu nhiên, dựa vào vô nhân vô duyên, nó sẽ trưởng thành rất lớn, rất nhanh ở trong chúng ta. Vì vậy đó, cái đó bất hạnh có thể diễn ra ở trong gia đình của mình. Đây là Đức Phật dạy là cần phải chọn lựa người bạn để chúng ta giao du. Và sự chọn lựa người bạn đúng đắn đó, nó đã góp phần 20% tạo thành cái hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Và cái cuối cùng Đức Phật dạy đó là chúng ta phải nương tựa ngôi Tam Bảo, là bởi vì chúng ta phải phát triển cái đời sống tâm linh. Chúng ta quy ngưỡng Đức Phật không phải là chúng ta cầu Đức Phật ban phước. Chúng ta quy ngưỡng chánh pháp không phải để chúng ta có được một tấm bùa hộ mệnh. Chúng ta quy ngưỡng chánh tăng không phải để cho chúng ta cầu an cầu siêu cho chúng ta, mà quy ngưỡng Phật pháp tăng để chúng ta lấy gương của Đức Phật, áp dụng những lời Phật dạy trong kinh điển và noi theo cái con đường dấn thân hành trì phục vụ xã hội của những vị xuất gia chân chặt. Lúc bây giờ bỗng dưng chúng ta có một thái độ gọi là không có quan trọng quá sở hữu tài sản mà chúng ta đang có. Chúng ta dễ dàng chia sẻ với những nỗi khổ đau của người thân, của những người dương, bằng cách là chúng ta bố thí cúng dường. Và do đó cái tài sản của chúng ta nó sẽ được thiết lập bằng cách là nó được tăng cường, được lâu dài. Và do đó tài sản hết trong hiện tại nó sẽ tạo thành tài sản có trong tương lai. Cái người nào tin theo nhân quả thì bỗng dưng thấy được cái đạo lý nhiệm màu của con người, gọi là buông bỏ trong bố thí, trở thành con người giàu sang trong hiện tại. Đó là một cái sự kiện gọi là rất là dễ dàng kiểm chứng. Như vậy là chúng ta thấy là cái cách thức nhà Phật dạy chúng ta thay đổi một cái vận mệnh của sự nghèo khó đó bằng những con đường rất là hiện thực. Nó không có mê hoặc, nó không có quan đường, nó không có là thần bí gì cả. Mà hễ chúng ta có làm là chúng ta có thành công, và không làm thì kết quả có thể nó trở thành một cái gì đó rất là nguy hiểm đối với cuộc đời của mình. Cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cuối cùng đó là chúng ta phải thay đổi cái quan niệm về truyền thống văn hóa phong tục tập quán. Bởi vì tất cả những cái này nó trở thành một cái khuynh hướng ứng xử trong cuộc đời. Và nếu như cái phong tục truyền thống văn hóa đó đúng á thì mang lại hạnh phúc, còn nó sai thì khổ đau, nó có thể kéo ra thêm một bệnh viện lớn hơn, nó có thể làm cho cả một thế hệ bị khổ đau, và nó có thể kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ kia. Do đó nó nhận dạng được bản chất tích cực và tiêu cực của từng truyền thống văn hóa phong tục tập quán là chúng ta đã tháo gỡ được cái vận mệnh của mình ra được 50%. Còn 50% còn lại là chúng ta gọi là có thể gọi là cải tạo hành vi, thay đổi cuộc sống, thay đổi nhận thức, ứng xử trong cuộc đời. Và do đó cái việc mà đặt lại cái giá trị bản chất của phong tục tập quán là điều không thể thiếu được. Ở trong Trung Hoa nó có một cái câu chuyện có thật, nói về một vị quan liêm sĩ. Vị quan này là một con người không tin vào định mệnh. Ông ta tên là Tây Môn Báo. Ông này khi mà được bổ là một vị quan huyện á, tới một cái nơi mà nơi đó nó có một cái phong tục tập quán là cứ mỗi năm như vậy người ta phải gả vợ cho hào bá một lần, và người ta phải chọn ra một cô thiếu nữ đồng trinh đẹp, thật là đẹp, và cúng dường cái cô thiếu nữ đẹp này cho hà bá, thì hà bá sẽ gia hộ cái đời sống an vui hạnh phúc cho toàn thể dân làng ở trong năm đó. Nghe nói đầu
ở trong cái vùng cái tháp gì lớn lớn đây nè, cái tháp lớn đó, cái tháp mà nói là tháp tiên nữ gì đó, cũng có một cái truyền thống của dân Da Đỏ, nói rằng là mỗi năm phải dâng hiến một tinh nữ cho thần linh, thì lúc bây giờ đời sống của những người dân làng lân cận nó mới được an vui hạnh phúc. Thì hai cái truyền thống phong tục này nó có một cái gì đó rất là gắn liền với nhau, giống nhau thôi mà, trời kỳ bản chất. Tôn Báo biết được cái phong tục tập quán này, ông ta rất là căm phẳng, khó chịu lắm. Nhưng mà để giải quyết, tháo gỡ cái phong tục tập quán đó là cả một vấn đề thách thức, bởi vì nó đụng đến cái thói quen nhận thức, nó đụng đến cái truyền thống bảo thủ, nó đụng đến cái cách thức mà to ở dân làng đã cho rằng đó là một chân lý, nhưng mà ta có cách để làm. Thì đến cái ngày mà hiến cúng người trên nữ đó, thì ông ta có mặt để chứng minh. Thì trong cái lễ chứng minh đó đó, ông ta gọi là dùng một cái bèo Phật rất là cắt cỡ. Ông ta lại nhìn mặt cô bé, ông ta thấy những hàng nước mắt nhỏ trên má của cô bé rất là khổ đau. Và người thân cô bé đang dãy dụa, những người thân cô bé đang gọi là quằn quại ở bên lề đường. Ấy thế mà người ta không cho gia đình, không cho người thương gần cô bé, bởi vì có thể làm náo loạn cái cuộc hiến tế đó. Ông ta nhìn cô bé một cách chằm chằm, sau đó ông ta nói thế này: cô bé này xấu quá, cho nên nếu mà gả cho Hà Bá thì Hà Bá càng nổi giận thêm nữa, cho nên tốt nhất chúng ta hãy chọn một người khác. Thì như là ông ta bãi cái chuyện mà hiến cúng cô nữ này cho Hà Bá. Sau đó ông ta nói rằng là: tuy nhiên nếu mà không có cúng trong ngày hôm nay đúng cái ngày giáp năm thì có thể có những vấn đề xáo trộn trong đời sống của dân làng, cho nên là bây giờ cái cô đồng cốt này hãy đại diện cho tôi xuống dưới đó trình báo với lại thì Hà Bá, đó là chờ chúng tôi thêm một số ngày nữa để chúng tôi thêm một người đẹp hơn. Nói xong ông ta ra lệnh trói cái bà đồng cốt lại, quẳng bà đồng cốt dưới đó, bà ta la thất thanh, rồi vài phút sau bà ta chết ngọt mắt. Bà đồng cốt khác nó bắt đầu sinh máu mặt, ông ta nói hãy bắt thêm một bà đồng cốt nữa, báo xuống với Hà Bá rằng là để sợ cái người đồng cốt này đi xuống bị lạc đường mà không được Hà Bá thì là nguy cho cả làng, cho nên bà hãy mang cái thông tin của tôi xuống nói là Hà Bá hãy quan hỷ chờ chúng tôi tìm một người phụ nữ đẹp hơn. Nói xong ông ta chói người thứ hai, rồi người thứ ba, rồi chói hết tất cả những cô đồng bóng, thả xuống sông chết phát mắt. Thì ông gọi là trưởng làng đó, ông quan hốt, ông quỳ xuống lại là lại ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi, rồi tôi đâu có dám muốn làm chuyện này đâu, tại vì những bà đồng cốt này lập ra cái truyền thống đó tôi phải làm theo đó. Từ đó về sau thì ông mới nói rằng là nếu ai còn gọi là giữ cái truyền thống phong tục tập quán này thì người đó phải là cái người đi xuống báo tin cho Hà Bá trước nhất, và ai có bản lãnh thì cử xung phong, tôi sẽ gọi là tạo cái cơ hội thuận lợi, tạo một cái bình đẳng, là cái bình quyền cho những người là xung phong đầu tiên. Tuy nhiên từ đó về sau cái truyền thống phong tục tập quán nó không còn nữa, cho nên có những cái phong tục chúng ta thấy rằng là nó trói buộc cái khổ đau của một cái thế hệ, của một cộng đồng, của một dân tộc trong cái sự luân hồi, trong cái sự gọi là oan ức, trong những cái nỗi gọi là chìm đắm mà không bao giờ vẫy vùng được. Cho đến lúc nào có một con người nào đó đủ bản lãnh hứng chịu hết tất cả những phản ứng mà nó có thể diễn ra đối với hạnh phúc của mình, đối với cuộc sống của mình, đối với vận mệnh của mình, thì từ đó bắt đầu tuyên ngôn đi ngược lại truyền thống đó, và truyền thống đó bắt đầu nó bị gọi là khập khiễng, nó bị thách thức. Và trong sự thách thức đó, nếu chúng ta là một người có bản lãnh, có trí khôn, có thông minh, có phương pháp, có tuệ giác, thì bây giờ chúng ta thấy chích thủng được cái màn vô minh của phong tục tập quán đó, và lúc bây giờ chúng ta có thể góp phần mang lại hạnh phúc an vui cho cuộc đời. Chúng ta không biết rằng là Tây Môn Báo là một người Phật tử hay không, nhưng cách thức ứng xử của ông ta là hoàn toàn khác với truyền thống phong tục tập quán của Nho giáo mà của Lão giáo, cho nên ông ta ít nhiều đã ảnh hưởng tinh thần của nhà Phật. Thay đổi vận mệnh của con người nó gắn liền với thay đổi cái phong tục tập quán mà con người ở trong cái nền văn hóa đó đã có, đang có và sẽ có. Cho nên đánh gọi là đánh bóng một cái phong tục tập quán hay là gọt giũa những cái phong tục tập quán là cái chuyện mà liệu chúng ta có dám làm hay không. Và khi chúng ta dám làm thì cái phong tục tập quán nào chúng ta cần phải làm, còn phong tục tập quán nào tốt chúng ta cần phải để lại, cần phải tôn thờ, cần phải phát huy, cần phải truyền bá. Thì đó là một vấn đề nó liên hệ đến cái câu trả lời, đó là trí khôn của con người. Thì trí khôn đó nó đặt cái nền tảng của giá trị, cái cán cân của công bằng, lợi ích và khổ đau. Cái nào nó có lợi ích, nó mang lại cái giá trị của sự xây dựng, của hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng cái quyết định đó là đúng. Còn ngược lại đó thì nó là một truyền thống sai lầm, chúng ta cần phải mạnh dạn mà bỏ đi. Người Trung Hoa đó là một dân tộc tôn trọng cái định mệnh,
Và cái định mệnh đó nó được quy định bởi cái thiên thư, tức là sách trời. Và trời đã quy định như thế nào, con người phải chấp nhận thế đó. Người ta thường phát biểu rằng là mưu tính là do con người, mà thành tựu là do ông trời, để biện hộ rằng tất cả những sự thất bại, những sự không may mắn, không thành công của mình đó, là do trời định đoạt. Do đó con người không cần phải nỗ lực vươn lên để cải tạo cuộc sống. Và từ cái quan niệm đó làm cho biết bao nhiêu cái khổ đau nó có mặt trong cuộc sống mà con người không có lối thoát. Chúng ta biết là trong lịch sử Trung Hoa có một vị vua tên là Tống Chân Tông. Ông vua này là một con người mà rất bất hạnh từ nhỏ. Khi mà ông ta kế ngôi cha thì bỗng dưng là các quan trong triều đình chống đối, nổi loạn, kích động, và làm cho cái nạn mà nội loạn nó diễn ra. Rồi đời sống của con người nó bị rơi vào cái cảnh huống rất là khó xử, không biết đứng về phía bên này hay đứng về phía bên kia. Thì có một người đã bày mưu lập kế cho Tống Chân Tông, làm thế nào để ổn định, là dẹp loạn một cách là không có đổ máu, không có đổ gọi là cái mạng sống của con người xuống. Thì lúc bây giờ Tống Chân Tông đã làm theo. Thì Tống Chân Tông mới gọi là triệu tập hết tất cả quân thần quan võ và tuyên bố rằng là ngày hôm qua Trẩm vừa nằm mơ. Trong cái giấc mơ Trẩm đã nhìn thấy có một cái thiên thư. Trong thiên thư này đã để lại là Tống Chân Tông mạng thiên tử trị quốc dân 700 đời. Tức nghĩa là cái đề Tống là một cái đề có thể là kế ngôi sự nghiệp của thiên tử lâu nhất trong lịch sử của Trung Hoa, mang lại cái hạnh phúc an bình thịnh trị nhiều nhất. Thì lúc đó là các quan có mặt đều hồ nghi, không biết là ông này ông chơi cái cớ gì đây. Nhưng mà rồi á, là vì là cái lệnh của vua cho nên tất cả cùng phải đi lục soát trong triều đình để tìm cái quyển sách thiên thư đó. Thì dĩ nhiên khi mà người ta thiết lập một cái mẹo thì người ta phải tìm những cái cớ để cho người khác tin. Cho nên ông ta đã làm một cuốn thiên thư giả, nó rất là cũ kỹ. Và cái cũ kỹ đó nó làm cho người khác tin rằng đây là một cái cuốn sách gọi là đã được viết lâu dài, lâu đời rồi. Đó là cuốn sách viết từ ý trời. Thì cuối cùng là quan đã tìm ra cái cuốn sách đó. Và trong cuốn sách đó nó có những cái lời ứng với cái lời mà ông vua ổng nhìn thấy được ở trong mộng, ông nghe được ở trong mộng. Cho nên lúc bấy giờ là quan thần dân tướng tất cả đều quy phục. Và trên thực tế chúng ta thấy rằng là cái triều đại nhà Tống chỉ tồn tại có 60 đời mà thôi, chứ không phải là 700 đời. Nhưng mà ông ta phải dùng cái mẹo vặt lợi dụng vào cái truyền thống đức tin sai lầm để mà cải tạo cái vận mệnh của ông ta, để thay đổi cả một cái triều chính, để làm cho cả cái triều đình nó vững mạnh, không chỉ ở trong cái đời của mình mà kéo đến 60 đời về sau. Cho nên chúng ta thấy là sự thay đổi vận mệnh của con người Trung Hoa trong cái triều đại này, sự thay đổi cái vận mệnh của những con người thuộc về dòng họ nhà Tống, nó nằm ở cái mẹo vặt, cái trí thông qua, chứ không nằm ở cái vận mệnh mà trời đã ấn định. Bởi vì vận mệnh nó không có, người ta đã tạo ra những cái vận mệnh rồi, người ta nói rằng đó là ông trời, đó là ông thần, đó là những gọi là vị bà này vị bà nọ, nhờ chứ thực tế tất cả đều do con người tạo ra. Nó là tên là nhà Phật. Và do đó cái vai trò của người Phật tử đó là làm thế nào để mình tháo gỡ những cái phong tục tập quán sai lầm đó ra khỏi mảnh đất nhận thức, ra khỏi hành động, ra khỏi cách ứng xử của mình trong cuộc sống. Cứ như vậy thì chúng ta mới có được hạnh phúc và an vui. Mà không thì chúng ta sẽ trở thành những con người sai lầm. Người Trung Hoa còn tin vào nhân tướng, còn tin vào phong tục tập quán, còn tin vào năm tháng ngày giờ, còn tin vào cái phong thủy vân vân khác nhau. Thì tôi xin nêu một sự kiện liên hệ đến cái nhân tướng đó. Và nhân tướng này được giới hạn ở trong cái cách thức mà người ta nhận định cái hệ ý nghĩa mặt ước của các cái mục ruồi trên thân thể của con người. Theo cái quan niệm nhân tướng Trung Hoa đó, thì một người nào đó có một mục ruồi ngang ở miệng này, thì người đó là con người có cái cá tính gọi là ăn chơi sa đọa. Nếu mà nằm ở trên cái môi thì người đó là cái người dễ dàng nói xấu người khác, dễ dàng phê bình, chỉ trích, nhận định, đánh giá, thiếu tinh thần xây dựng và khách quan. Thế đó là cái giá trị của nền nhân tướng học Trung Hoa đã đặt ra cho con người bằng một cái cá tính dựa vào cái sự xuất hiện của một người của người đó trên cơ thể. Cho nên những con người nào sinh ra và có như một người nằm ở chỗ này thì bỗng dưng bị người ta cô lập, bỗng dưng bị người ta sợ hãi, bỗng dưng bị người ta gọi là do dự, dè dặt, vân vân. Nhưng mà có một anh chàng rất là ma lăng, anh ta có một cuộc rồi ngay chỗ đó, rồi anh ta đến cái chỗ giờ là giải phẫu thẩm mỹ, mấy cái mà plastic là surgeon, anh ta giải phẫu cái bụng người đi,
Và ngược lại, người ta yêu cầu ông bác sĩ thẩm mỹ đó cấy lên ở trên cái chân mày, giữa chân mày của anh ta một cái mục cua rất là to. Tại vì theo nhân tướng học của người Trung Hoa, cái mục cua to trong trường hợp này đó, nó tượng trưng cho cái sự phú quý thịnh vượng lâu dài. Cho nên ai mà có mục cua này đó, đi tới đâu ai cũng muốn gọi là nhận mình làm rể cả. Nhất là những người giàu to phú quý, hay là những người mà thuộc về giai cấp cao trong xã hội đó. Và các cái lễ xính lễ trong trường hợp này có thể được bãi miễn, không cần phải có củ hồi môn gì cả, mà vẫn có thể trở thành chú rể của một gia đình rất là sơn tụ. Và cô dâu có thể là một người rất là đẹp, ngon lành. Anh này anh đã làm chuyện đó, anh đi tới cái nơi mà anh sẽ chuẩn bị làm rể, thì cái ông gọi là cha vợ nhìn thấy tướng qua này có chẳng những là một cái bụt người ở giữa chân mày, mà còn có một người thứ hai vững hơn nữa. Là như vậy là gã này về gọi là làm rể mình, thì gia đình của mình sẽ có thêm hai căn nhà, sẽ phú quý thịnh vượng hơn. Cho nên ông ta đã gả liền cho đứa con. Nhưng mà sau đó thì cũng rất là may mắn là gia đình đó nó không có bị gọi là suy sụp, bởi vì cái anh chàng thanh niên này là một con người biết làm ăn, biết buôn bán. Cho nên anh ta đã làm cho gia đình đó được thành việc theo cái cách thức mà anh ta đã dám tham. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự thịnh vượng trong trường hợp của gia đình này, nó liên hệ đến cái cách thức mà cái người con rể đó là kế thừa gia tài sự nghiệp để làm. Chứ ta không liên hệ đến một ruồi, bởi vì cái nguyên tắc của một ruồi theo nhân tướng học của Trung Hoa phải là cái original, chứ không phải là cái duplicator. Chúng ta kế một cái bụt ruồi là chúng ta tạo ra cái bản sao, cái bản sao của may mắn, bản sao của địa vị, bản sao của chức tước, bản sao này bản sao nọ, tất cả những bản sao đó đều không có giá trị, thì không có gì nhân quả ấy. Thế mà gia đình nó vẫn thịnh vượng, chứ về điều gì đã diễn ra trong cái sự thịnh vượng đó, nếu không phải là một cái nghệ thuật làm ăn buôn bán, một cái nghệ thuật phấn đấu trong cuộc đời. Cho nên cái bụt ruồi đâu giải quyết được chuyện gì đó mà, không ạ. Cho nên bây giờ, nhất là trong cái phong trào mà có những cái bác sĩ dạy phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện, thì con người có thể cấy cho thân thể của mình gọi là hàng trăm một đùi son, mà nghèo vẫn nghèo à. Hoặc là chúng ta có thể làm cho cái lòng bàn tay của mình có những cái bớt đỏ máu, cái đó là cái dấu hiệu của giàu sang. Hoặc là chúng ta có thể sửa cái lỗ mũi thành cái lỗ mũi lăng, mà theo người Trung Hoa đây là cái mũi rất là giàu. Mà chúng tôi xin sắp thích quý vị có đổi 10 cái lỗ mũi lăng đi nữa. Cái gọi là hàng trăm cái bột rượu son trên cơ thể, hoặc là tạo thêm những cái dấu hiệu biểu tượng cho cái giàu. Nghèo vẫn nghèo nếu không có làm ăn, đó là sự thật. Người giàu và nghèo nó không liên hệ đó. Cho nên là tin vào những phong tục tập quán truyền thống văn hóa mê tín là cái cách thức đẩy lùi cái sự thay đổi dần mình của chúng ta. Thay vì chúng ta phải khởi sự đó bằng cái hành động, thông qua cái nhận thức sáng suốt của chúng ta trong cuộc đời. Mà đạo lý của hành động này được diễn ra trên bình diện của nhận thức nhân quả. Chúng ta phải hiểu nhân quả một cách sáng suốt. Chúng ta chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình. Chúng ta dấn thân làm, chúng ta hiểu tại sao chúng ta làm. Chúng ta làm rồi chúng ta không ăn năn hối hận, bởi vì chúng ta làm việc tốt. Và chúng ta làm đừng đặt cái giá trị của hành động đó thì cái danh, cái vị, cái địa, cái lợi, cái chức tước, thì lúc bấy giờ cái giá trị đóng của chúng ta cho cộng đồng xã hội nên là lớn hơn ở mức độ nhiều hơn. Đó là những chuyện mà chúng ta có thể làm được. Như vậy sự thay đổi vận mạng chẳng qua đó là sự thay đổi cách nhìn, sự thay đổi môi trường, sự thay đổi phong tục tập quán, sự thay đổi những hành vi tiêu cực, những hành vi âm tính, dẫn đến những cái cách thức mà chúng ta bị ngã quỵ trong cuộc đời, mất ăn dùng hạnh phúc trong cuộc sống. Do đó nó là một con đường của sự dấn thân, một con đường của chủ nghĩa hành động, chứ mà là con đường của cầu nguyện, của quan sinh, của lại đục. Mà thiếu đi cái hành động gọi là dựa trên nền tảng của nhân quả này, vì đó thay đổi dần bệnh theo đạo Phật là một cái gì đó mà tất cả con người chúng ta cần phải làm. Giờ chúng ta đã là người thành công, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm. Giờ chúng ta đã là người hạnh phúc, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm, để cái thành công đó, cái giàu sang đó, cái hạnh phúc đó, cái phú quý đó, cái vinh hoa đó, nó ngày càng tốt đẹp, ngày càng thịnh vượng nhiều hơn nữa. Thì có như vậy thì chúng ta xứng đáng thật sự là những người con của Đức Phật. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về một vài cái góc cạnh còn lại để nói về cái thái độ thay đổi vận mệnh trên tinh thần của lời Phật dạy. Và những thái độ này nó đi ngược hoàn toàn với những cái truyền thống phong tục tập quán của thế gian, của các tôn giáo, các chủ nghĩa, các học thuyết. Vì đó nó là những cái mà chúng ta có thể thành tựu được ở trong cuộc đời này. Thì bây giờ chúng ta có khoảng chừng vài mươi phút để vấn đáp.
Xin quý vị có mặt tại chùa cũng như là những vị đang online đó, thì quý vị có những thắc mắc liên hệ đến cái đề tài giải hóa hàm quan mà chúng tôi trình bày hai buổi sáng nay và chiều nay tại chùa Bủ Hưng, hay là cái đề tài chúng tôi trình bày về thay đổi vận mệnh tại chùa Liên Hoa và chùa Tịnh Độ, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi. Chúng ta nên xoáy cái trọng tâm của câu hỏi vào hai cái chủ đề vừa nêu. Còn nếu như quý vị không có những câu hỏi trong chủ đề thì có thể quý vị hỏi những câu hỏi khác và chủ đề cũng được. Thưa Như là Phật, có một câu hỏi của một đạo hữu online. Thưa Thầy, do người bạn lành xa lánh bà khác thì có mâu thuẫn với tinh thần từ bi thị xã của đạo Phật không? Và như thế nào về tướng của sự khác biệt này? Xin trả lời là hoàn toàn không có sai lệch cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Chúng ta phải đặt ra gọi là hai tình huống để thăng tiến trong cuộc đời. Hai tình huống này nó liên hệ đến cái bản lãnh và nó liên hệ đến cái hành động của chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta là một con người gần mờ hoặc không bao giờ bị lem, gần bóng tối mà không bao giờ bị dơ, gần khổ đau mà không bao giờ bị thất vọng, gần buồn mà không bao giờ bị hôi tắc, thì chúng ta cần phải gần nhiều bạn ác càng nhiều càng tốt. Là bởi vì thông qua sự gần gũi lân cận đó, đồng hành đồng sự đồng cảnh hướng đó, chúng ta có thể truyền bá tinh thần đạo pháp cho họ nghe để họ vươn lên trong cuộc đời. Câu mà Đức Phật dạy là cần phải chọn một thiền hữu tri thức đó, để đặt cho chúng ta một cái tình huống gọi là an toàn tuyệt đối. Đó là nếu chúng ta chưa phải là cái hạng người vừa nêu thì đừng bao giờ chúng ta kết bạn với những kẻ xấu, là bởi vì chúng ta có thể mang cái cá tính của người đó. Chúng ta có thể sống với hình bóng của người kia, chúng ta có thể trở thành người đó 50%, 60%, 70%. Cho nên cái lòng từ bi mà chưa được nung nấu bằng một cái tiềm năng chiến thắng đó, thì người kia có thể bị ảnh hưởng một cách ngược lại. Vì trong cái quan hệ đối tác giữa hai bên đó, chúng ta thấy là nó có một cái khuynh hướng là một bên khống chế, một bên bị khống chế. Và nếu chúng ta là cái người không có bản lãnh, chúng ta gần người kia có bản lãnh hơn, thì chúng ta sẽ trở thành người đó. Và do đó cái cá tính xấu người đó sẽ trở thành một phần sự sống của chúng ta. Do đó là điều mà chúng ta cần phải nên tránh. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, đó là chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái con voi và Chúa, chỉ là nó không bao giờ kết bạn với những con voi thường. Thì con voi thường nó không có chí nguyện lớn, nó không có những nguyện vọng lớn, và do đó kết bạn với những con voi thường đó, bỗng nhiên con voi Chúa này sẽ trở thành tầm thường như những con voi kia. Cho nên thà sống một mình ở trong rừng sâu núi lạnh, chứ không bao giờ kết thân với những con người mà có thể làm cho tâm tư của mình nó bị giảm sụt xuống. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo, tức là tinh thần để mà mình lấy cái tuệ giác làm trên, còn cái tinh thần dấn thân lấy cái từ bi làm đạo. Nhưng mà trong quá trình dấn thân phục vụ đó, chúng ta phải thấy một tình trạng thế này: từ bi mà đi đầu á, mà chưa có được một cái bản lĩnh thật sự á, thì cái từ bi đó có thể dẫn tới cái khổ đạo cho chúng ta. Do đó tốt nhất là chúng ta phát triển cái trí tuệ trước, tạo cái sự an toàn và biến mình làm cái phao, thì mình mới sẵn sàng gọi là lội xuống nước để vớt người kia lên, mà không chính chúng ta và người kia cùng chết chìm. Do đó thân cận và gần gũi hay là không thân cận và gần gũi, nó liên hệ đến cái bản lĩnh, nó liên hệ đến cái tiềm năng, nó liên hệ đến cách thức mà chúng ta ứng dụng pháp môn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên là cách lựa chọn nó tùy thuộc vào từng con người. Nếu chúng ta nghĩ rằng thì dấn thân gần bạn bản xấu mà mình vẫn không bị thay đổi cá tính, ngược lại mình chuyển hóa người kia, thì dấn thân đó chính là tinh thần Bồ Tát. Và không dấn thân để mình có một con đường thanh cao, để có một con đường gọi là thân giáo tốt đó, thì lúc bây giờ mình cũng đang làm công việc của một vị Bồ Tát. Nhưng mà cái Bồ Tát trong trường hợp này là Bồ Tát tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Hai cái này đều là Bồ Tát, nhưng mà hai cái thế ứng dụng và thể hiện nó khác nhau, nhưng mà giá trị phục vụ của đó là một. Cho nên là cái sự tương đồng của nó đó, nó nằm ở cái giá trị của sự phục vụ. Còn cái khác nhau của nó là ở cách thức thể hiện cái tình thương của vị Bồ Tát. Do đó trong kinh Di Ma Cật có một cái câu phát biểu như thế này: một cái gần gũi cũng là Bồ Tát Đạo, một cái xa lắm cũng là một cái Bồ Tát Đạo, một cái an ngủ dỗ dày cũng là Bồ Tát Đạo, một cái đánh, một cái mắng, cái chửi cũng là Bồ Tát Đạo. Như vậy làm thế nào để thấy được cái sự khác biệt của nó? Trong cái mắng, cái chửi, cái đánh, cái xa,
mà vẫn thể hiện được tình thương. Đó là chúng ta thấy được cái cách thức thể hiện của nó. Dĩ nhiên cái người mắng bằng cái sự sân hận nó khác rất là nhiều với cái người mắng bằng cái tình thương, thương đứa con của mình, rầy để cho nó không bị hư. Hai thái độ này hoàn toàn khác nhau, mặc dù cái cách thức biểu đạt á, có thể nó giống nhau ở một góc độ nào đó. Chỉ cần có một cái tinh ý quan sát, chúng ta có thể phân biệt được hai loại hành động giống nhau nhưng mà khác mục đích. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái nghịch đạo dưới một cái tâm nguyện quá độ cũng là Bồ Tát đạo, cái thuận đạo dưới tâm nguyện của Bồ Tát cũng là Bồ Tát đạo. Cho nên cái tâm nguyện nó là cái giá trị, là thước đo để xác định cái hành động dấn thân của chúng ta trong cuộc sống. Cho nên cái thân cận hay là không thân cận nó chưa phải là quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là chúng ta thân cận như thế nào, chấn động cho tại sao chúng ta phải thân cận, không thân cận tại sao chúng ta lại phải xa lánh. Thì tất cả những cái đó nó được gọi là trả lời một cách thích đáng khi cái kết quả của nó trở thành cái mà chúng ta thấy giá trị của an vui hạnh phúc có bạn hơn là những cái khổ đau hay là những cái giá trị đó là. Do đó đó, chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật dạy chúng ta không gần gũi những bạn xấu là để chúng ta không có cơ hội tổn thất cái tài sản sự nghiệp mà mình đang có ở trên con đường lâu dài và bền, chứ không phải là kêu gọi chúng ta trở thành những con người rất là an phận thủ thường, hẹp hòi ích kỷ, không muốn lân cận giúp đỡ những người kém cái cảnh ngộ hạnh phúc, kém cái cảnh ngộ tuệ giác như là chúng ta đang có. Và thông thường á, chúng ta thấy là chim sẻ sẻ bay thành từng đàn, còn chim phượng hoàng bay từng con. Cho nên những con người mà có chí nguyện lớn á, thì thường họ có một khuynh hướng đi rất là độc lập. Họ không bao giờ gần gũi những con người mà có thể làm bận tâm, làm vướng bằng cái chân của họ, làm cho đôi tay của họ bị cột, bị trói lại, làm cho cái tâm nhìn của họ bị giới hạn trong một cái gốc trời nào đó, thay vì nó phải là một cái vũ trụ của sự bao la. Cho nên dấn thân trên con đường Bồ Tát, mình phải học chí nguyện của con Phượng Hoàng, mình học phải chí nguyện của con Sư Tử, mình học chí nguyện của gọi là cái gì đó bao la bát ngát, và giá trị phục vụ của nó, đóng góp của nó phải cao, phải lớn, phải rộng. Còn mà không, chúng ta có thể trở thành những con người rất là thấp kém, mặc dù chúng ta có thể nhân danh lòng từ bi, nhưng mà vào rồi trong cái lòng từ bi mà thiếu sáng suốt, chúng ta có thể trở thành nạn nhân của sự dấn thân và phục vụ, và do đó khổ đau nó có mặt với chúng ta và những người lân cận. Kính thưa toàn thể quý đại đức Tăng Ni và toàn thể quý pháp hữu có mặt tại chùa Liên Hoa, cũng như là đang sinh hoạt online trên cái room sinh hoạt Phật pháp. Rất là tiếc là bởi vì chúng tôi về đây trễ, cho nên cái thời giờ nó không có được nhiều. Và hơn nữa, ngày hôm nay là cái ngày sinh hoạt Pháp Quan Trai của quý Phật tổ tại chùa, do đó là cả một ngày tu học có thể trở thành một cái gì đó cần đến cái sự nghỉ ngơi vào cái buổi tối, để sáng hôm sau chúng ta có một cái thời khóa tu tập. Do đó chúng tôi cho mình có lỗi là không thể tiếp tục trả lời những câu hỏi online của toàn thể quý vị cũng như là những người đã có mặt tại chùa này. Và chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có được an lành hạnh phúc, để có được một thái độ sáng suốt mà thay đổi cái vận mệnh của mình trên tinh thần và trên cái con đường mà Đức Phật đã dạy và công hiến với chúng ta ở trong kinh điển. Kính chúc tất cả mọi người luôn được thành tựu và tinh tấn ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh.